Dạ, xin chào cả cô anh chị, mình quay trở lại kênh con ha. Thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần, cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Thì trong hôm nay thì con cũng lên ít cái hàng mai giống nha anh chị, nhưng mà hôm nay đa số là chủ yếu là hàng siêu bò mình lợi không à. Thì con lên thì cái giá nó cũng khoảng đồng giá anh chị, chừng khoảng 300k một cây, ba tới 350 là bao xếp anh chị mình luôn, chứ không có cái nào mà giá nó quá cao cho anh chị mình ha. Còn mà những hàng mà chơi Tết á, thì giá nó hơi nhỉnh hơn tí xíu, thì bữa nay thì chốt là tầm khoảng 300-350. Còn mà mai giống là 50.000 nha anh chị, 50.000 một cây, là bà cô anh chị mình lấy 5 cây mới bao ship ha, chứ 2 3 cây thì cô anh chị mình lấy là phí 40 ha. Thì hôm nay thì con lên từng mã cho anh chị mình luôn để đo thông số của anh chị mình xem luôn. Đó. Thì cây này cây đầu tiên nhị ngọc toàn ha. Đúng ra cây nhị ngọc toàn nó ế nha cô anh chị. Nhưng mà nay thì cuối tuần thì quay tổng hợp lại của anh chị mình thôi. Đấy, thì đo lại thông số anh chị mình xem nè. Tại hôm bữa của anh chị mình thích cái đo cái kiểu này hơn thì cũng comment góp ý đó. Thì đây, hoành này cũng khoảng chừng yếu yếu chín tí xíu ha. Hoành thì yếu chín, chiều cao đo chiều cao cây này là khoảng 4 tấc nha anh chị, chiều cao khoảng 4 tấc. Cây nhị ngọc toàn này là 240 hết anh chị, cho anh chị mình xem á, 240.000 cây ghép 3 bo cho anh chị mình đấy ha. Này là mã số 1 nha anh chị, trong clip buổi sáng nha, tại này ế thì bữa nay tổng hợp lại luôn. Giờ tiếp tục mã số 2. Mã số 2 là một cây siêu bông mình lợi ha. Mấy cây này thì con lên đồng giá luôn là 300 nha các anh chị. Đây, các anh chị mình xem, khỏi báo giá lại nha. Cây này thì hoành nó cũng tương tự thôi nha các anh chị. Hoành nó cũng khoảng chừng 11, 12 thôi. Đây, các anh chị mình xem nè. Hoành chừng khoảng 12 thôi nha các anh chị, chứ không có hơn ha. Cao là 35 nha các anh chị. 35, tán ngang thì chắc cũng khoảng chừng được 20 thôi, tại cái này thì cái gâu nó bẻ, con bẻ ra thì nó cũng vừa vừa cho nó không được nhiều. Bo thì cô anh chị mình mỗi cây đảm bảo anh chị mình khoảng 30 bo nha. Hoành 12, dáng thân lát cũng khá là đẹp nha con chị. Mã số 2 ha, siêu bò mình lợi. Và tiếp tục mã số 3. Mã số 3 này thì cũng bình lợi luôn nha con chị. Nè, nhưng mà cây này con ghép tới 4 bo được ha. 1 2 3 4 đó con chị. Nhưng mà cây thì tùy theo cái lúc mà thời tiết nó thuận hay không đó, thì nó sẽ đi đọt dài đọt ngắn, là cái cơ đọt của cô anh chị mình á, nó sẽ dài ngắn khác nhau nha, chứ nó không có đều. Nhưng mà mấy cái đọt này nó dài nè, mấy cái này nó dài dài, như có hai đọt này ngắn ha. Cái này con ghép tới 4 bo nè anh chị. Đây hàng lắc. Này về cô anh chị mình chăm cây 2 thì nếu mà cây 2 thì đi sẽ mạnh hơn. Cây thì củ đế nha cô anh chị. Quay kỹ của anh chị mình xem ha, cái này mã số 3. Cũng đo hoành của anh chị mình luôn. Đấy, hoành thì cũng này là 11 thôi không chị, hoành 11 ha. Chiều cao là khoảng 33, tán ngang là khoảng 32 nha cô anh chị. Tại ngang á, cái chiều ngang cái này nó ve ra vậy nè, nó ve ra vậy, con đo từ bên đây qua đây là khoảng 30-32. Đấy, cây này cũng 300 bao xíu của anh chị mình luôn, một cây siêu bông mình lại ghép 4 bo ha. Cũng khá là đẹp nha cô anh chị. Này là mã số 3 rồi, tiếp tục mã số 4. Mã số 4 thì cây này cành nhánh xum xê nó cũng đẹp nha anh chị, tùy theo lá nha, có lá bự lá nhỏ khác nhau, chứ không phải là cây nào cũng lá y chang vậy. Thường thường là mấy cây nào mà nó đi chột chột khít á, giống như cái lóng mà cái lóng nó đi khít coi anh chị, cái lóng nó đi khít á, thì lá nó sẽ nhỏ hơn mấy cái lóng mà nó đi dài nha anh chị. Đây, cô chú anh chị mình xịt kích thích vô thì lóng nó đi dài thì lá nó sẽ bự hơn, còn mà cô anh chị mình tưới dưỡng rễ không thì nó ít hơn ha. Đây, cây này hoành là khoảng chưa tới 12, 11 rưỡi à. Củ đế của nó là khoảng 17 nha anh chị, các anh chị mình thấy luôn ha. Đấy, cây này cũng 300 bao ship của anh chị mình luôn. Đây, bộ đế thì nó cũng khá nha. Đấy, các anh chị mình thấy, tàn nhánh thì nó cũng xum xê hết ha. Rồi, cũng 300 bao ship chị mình luôn, mã số 4. Dạ, tiếp tục mã số 5. Cây cũ mới có tùm lum ha. Cây này thì đế củ đặc nè, các anh chị mình xem nè. Đây, củ thì nó đặt, nó gom nôm mà theo nôm đặt đó các anh chị. Đấy, thì cây này cũng ghép 3 bo luôn ha, cho các anh chị mình thấy ha. Đo chiều hoành luôn. Rồi, cây này là hoành 12 mấy, gần 13 này các anh chị mình thấy ha. Chiều cao cây này là 40, bằng cây mã số 4 hồi nãy ha. Cao 40, tán ngang này này, chắc chừng 25 thôi nha các anh chị, tầm 25 thôi. Cũng 300 bao ship chị mình luôn, quay từ xa luôn đây. Đây, 300 bao ship luôn. Đây, mã số 5 ha. Dạ, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 cái này đã, cái đế nó bự lắm nha anh chị. Tàn thì nó cũng nhiều ha, tàn tai chi được nó cũng nhiều, bo nó cũng nhiều luôn, lóng nó đi thừa hơn.
tại này phải vô chậu bự nữa anh chị mình xem nè. Chậu này chậu hai, này chậu hai rưỡi nè con chị. Này là do cái đế nó bè con chị, đế nó bè nó chạy dài, nó chạy từ cái rễ bên đây nè, nó chạy qua tới rễ bên đây luôn, mình phải vô chậu bự mình mới lọt ha. Bây giờ tùy theo thế cây mà mình vô chậu khác nhau. Để đo hoành của anh chị mình luôn. Rồi, cái này là hoành 12 ha, hoành 12 thôi. Chiều cao chiều cao là 48 nha con chị. Chiều cao 48, tán ngang là khoảng 35 ha. Cây này cũng 300 bao ship của anh chị mình luôn. Đấy, quay lại của anh chị mình xem. Cây thàn tay rất là đều nha. Đây là 2 nè, 4, 5, đây mã số 6 nè. Đấy, này mã số 6 nha anh chị. Đây là cây nãy, cây này là mã số 5 ha. Cho anh chị mình xem lại ha. Rồi, và tiếp tục mã số 7. Mã số 7 đây, cây này thì dáng nằm, dáng bò nha anh chị. Dáng nằm, dáng bò cũng khá là đẹp luôn. Nhưng mà cái bo thì nó ngắn hơn cho anh chị mình thấy ha. Cái đó bo dài, cái này bo ngắn nha anh chị. Nhưng mà đế thế nó đẹp hơn, cũng đo hoành cho anh chị mình luôn. Tại hôm nay thì cô anh chị mình cũng comment góp ý đó, đo trực tiếp luôn thì mình thấy mình thích hơn. Thì đây con đo trực tiếp luôn. Đây cái hoành thì mạng 12 rưỡi nha cô anh chị. 12 rưỡi chưa được 13 nè. Cái bộ đế nó dài nè cô anh chị mình xem nè. Dài là khoảng 15 luôn ha. Cái dài của bộ đế đó, hơn 15 nhưng mà tính 15 thôi. Chiều cao là 40 ha. Đấy. Thì cây này cũng 300 bao xíu anh chị mình luôn nè, cho mình chọn luôn. Ai mà nhanh tay mình gọi đặt hàng trước thì mình lựa mấy cây đẹp đẹp đế thế vậy ha, mình chơi lâu dài. Còn mà không thôi mình lựa mấy cây bo mà dài 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 vậy, bo nhiều luôn. Đấy, thì tùy theo của anh chị mình lựa chọn theo mình cái sở thích của mình thôi. Đây hoành 12 rưỡi gần 13 nha của anh chị. Cũng 300 bao xíu của anh chị mình luôn, là mã số 7 ha. Rồi, tiếp tục mã số 8. Mã số 8 cây này bự hơn nha anh chị. Bắt đầu từ bên đây là cây là 350 này ha. Đây, cây này đế nó bự hơn rõ ràng luôn. Mình nhìn thấy, mình thấy trên là rất là nhiều nha các anh chị. Đế thì nó cũng quái, nó bự hơn nhiều ha. Cho anh chị mình xem. Đây nè, cây này hoành 14 nè các anh chị mình thấy nè. Quay kỹ luôn nè ha. Đây, chiều cao, chiều cao cũng 4 tấc ha. Tán ngang nếu mà bè ra là khoảng 3 tấc rưỡi nha, chị 3 tấc rưỡi. Nhưng mà có một cái là con bẻ vô á, con bẻ vô chứ không thôi mà dài, nó còn dài hơn nữa. Rồi 350.000 mã số 7 hả anh chị, mã số 7 350 ha. Đế quái đẹp hoành 14 nha anh chị. Đẹp 350. Một cây mã số số 7 đúng không ta, số 7 quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái này mã số 8 ha. Đây mã số 8 mới đúng. Đây mã số 8 mới được 350 nha con chị. Mã số 7 có 300 à. Cái đế dài dài ha. Nãy ăn lộn mất con chị. Rồi tiếp tục mã số 9. Mã số 9 cây này thì đế quái đẹp luôn. Nhưng bo cũng nó cũng hơi ít ít một chút xíu. Đây con chị mình thấy ha. Nhưng mà có một cái á, bo nó không được dài nha con chị. Mình thấy mấy kia bo nó dài ha. Nhưng mà bo này là nó tẻ nhánh nhiều nè. Anh chị mình thấy nó tẻ nhánh ngang nhiều nè, thì cái lượng bo, cái số lượng bo nó vẫn y chang vậy luôn nha anh chị. Nó cũng không có thua, nó không có thua thiệt nhiều như mấy cái cây kia ha. Nhưng mà đế cây này quái hơn, đẹp hơn, nôm cái củ bươu chà bá luôn. Đây cho anh chị mình thấy. Rồi cũng đo thông số anh chị mình ha. Cây này là mã số 9 nha anh chị, cũng siêu bông bình lợi luôn nha. Tại là từ mã số 2 cho tới mã số 9 là con lên siêu bông bình lợi hết 100%. Hoành 13. Đây hoành 13, nhưng mà nhánh ghẻ nhiều nè con chị, nhánh ghẻ nó đi nhiều rồi, nó đi đều, nó dài nữa ha. Đó cho con chị mình thấy ha, nó đi nhiều mà nó đi dài nữa chứ không phải là đi ngắn ngắn cục cục ha. Cao là khoảng 40 luôn nha chị, tán ngang thì cũng khoảng chừng 20 hai mấy thôi chứ nó không có nhiều. Nhưng mà cái củ đế thì nó bự. Rồi đo luôn cái hoành nguyên bộ đế cho con chị mình xem luôn. Đây nè, cái bộ đế này nè ha, anh chị mình thấy ha. Bộ đế là tới 41 luôn nha anh chị. Nó bè ra nguyên cái củ thiệt là bự luôn. Rễ cám của anh chị mình thấy rễ cám rất là nhiều. Cây này là rất là sung luôn đó nha anh chị. Của anh chị mình về mình chăm lâu dài thì mình chịu khó mình đắp cái chỉ xơ dừa đó, mình đắp chất trồng lên cao cao vậy nè cho rễ nó ăn mạnh ha. Đây cây này mã số 9, 350 bao ship của anh chị mình nha. Một cây siêu bông mình lợi luôn. Dạ, tiếp tục mã số 10. Mã số 10 thì con lên một cây giảo cam cánh tròn đọt đỏ bình định nha cô anh chị. Giảo cam cánh tròn đọt đỏ bình định, cây đế quái ha.
bo dài nha anh chị, bo dài mạnh sung luôn. Cái loại này lá bầu nha, lá bầu nó dúng dúng vậy nha. Đấy, lá nó khác với cái mình lại xa lắc xa lơ nha anh chị. Thì anh chị mình cứ xem, bình thường mình phân biệt cái giống cây đó thì mình coi cái mặt lá là nó ok, nó dễ phân biệt nhất. Đây cũng đo chiều hoành cho anh chị mình xem nè. Dạ. À, hoành nó cũng khoảng chừng 13 nha anh chị, khoảng chừng 13 ha. Chừng 13 thôi, có 13 thôi chứ nó không có hơn. Đấy. Cái này củ đế thì cái bộ đế của anh chị mình xem nè, cái này là còn ép chậu nha. Ép ép cái vô cái chậu nè. Đây, cái nồi đế là 32 nè, anh chị mình thấy ha. Nồi đế 32. Cao là 5 tấc, tán ngang là khoảng 3 tấc, 3 tấc rưỡi. Rồi, cây này là giáo cam cánh tròn đọt cỏ Bình Định 350k, bao ship anh chị mình luôn ha. Thì bữa nay thì có mấy cây là con giảm giá bớt, nó cũng nhẹ nhẹ cho anh chị mình dễ chọn dễ chơi rồi. Đế nó cũng quái nha anh chị. Đây mã số 10, cam cánh tròn đọt cỏ Bình Định 350 ha. Còn đây là giới thiệu của anh chị mình một cái dàn cúc hương, cúc vạn phúc với cúc tây thi nha các anh chị. Bây giờ là con còn có con cây hoa hồng thanh tú thôi, con cây một thôi, hết rồi ha. Tại đợt hổm là của anh chị mình lấy hết rồi. Đấy, thì cái máy này là 130 cây, của anh chị mình lấy 3 cây, con bao ship 1 cây, vẫn gửi hàng, phí ship là 40 nha các anh chị. Đấy, sắp tới thì con đang đôn hàng của anh chị, đang đôn cây á, thì có cây mẫu mà nha, mấy giống mới mới bông là lạ thì có lên của anh chị mình nè. À, mặt bông ha, tại cái này là con đang lãi cái hàng mà dảo ngọc mai đây, dảo ngọc mai là cái giống này đây, đang lãi lá nè, con chị mình xem cây nhỏ nhỏ vậy nè, gọn gọn vậy, nếu mà Tết của anh chị mình để cái cây gọn gọn để ông địa ông thần tài cũng khá là đẹp luôn nha anh chị. Đây thì vài bữa có mặt bông thì lên con chị mình xem. Còn bên đây là dạng phúc tây thi cúc hương, giờ còn cây cúc hoa hồng 130 cây, 3 cây bao ship ha. Còn mà cô anh chị mình cần cái hàng mini nhỏ hơn mà chơi Tết được đó, thì bên đây là dảo Phú Tân. Thì mấy hôm nay đó các anh chị, cái do là giờ thời tiết thì nó chưa có lạnh nên cô anh chị mình chưa thấy sắm dảo Phú Tân ha, chứ dảo Phú Tân này là cô anh chị mình chơi rất là ngon luôn. Vô cái mùa lạnh là nếu mà cô anh chị mình ở miền Trung miền Bắc á, thời tiết khí hậu mà lạnh nhiều quá thì mình chơi cái giống này thì rất là ngon nha, tại vì bông nó không có phụ thuộc cho thời tiết, cỡ nào nó cũng nở hết. Lãi lá là tầm, nếu mà thời tiết ấm là mình lãi khoảng chừng rằm nha cô anh chị, đúng 15 tháng 12 âm lịch. Còn mà cô anh chị mình thời tiết lạnh thì mình có thể là lãi trước khoảng 13 hoặc là 14 âm lịch ha, thì tùy theo cô anh chị mình khí hậu trong Nam nha. Còn mà ở ngoài miền ngoài thì nó có thể là lãi sớm hơn mấy ngày nha cô anh chị. Đây, cái này 75.000 một cây, cô anh chị mình lấy 4 cây còn mới bao ship ha. Cây thì tàn nhánh đều nè cô anh chị mình nè, tại con cắt gọn á, cắt gọn gọn ra cho nó lùng nó liền lực cây á, thì dạng nụ thì nó giờ sơ sơ về đây. Đây, cái này là dảo Phú Tân nha, nụ kim nha, nụ kim như lá thông vậy đó các anh chị. Tại cái loại là cái giống vậy ha, đặc tính của nó. Còn bên đây thì dảo Thủ Đức với Thọ Hương thì cũng đồng giá thôi, tại coi cây thì con cũng làm y chang vậy thôi. Và còn bên đây là con giới thiệu với anh chị mình một cái số ít hàng 50.000 ha. 50.000 cái này 5 cây bao ship là có dảo cánh tròn nè, sư bông Cần Thơ nè, rồi nhị ngọc toàn nè, dảo đồng tiền nè, bên đây là siêu bông Bình Lợi nè, dảo tam sắc, rồi siêu bông Sài Gòn, cúc phượng thanh trân, hoa hồng thanh tú đồ nhân. Cái loại nào mà lớn có là hàng nhỏ con đều có hết ha. Chỉ có cái hàng mà cúc cam đổi màu á, là con ghép vô góc vườn gốc lớn của anh chị, thì cái đó 60.000 một cây thôi, còn lại là 50.000 hết, đồng giá 5 cây bao ship hết ha. Còn loại 75 là 4 cây bao ship nha anh chị, là của anh chị mình lấy 4 cây 75 mới được nha, chứ không phải là 4 cây mà 1 cây 75 rồi 3 cây 50 là cũng không được nha các anh chị. Đấy, thì hiện tại là bây giờ là con cũng bị vướng một cái kiện đó các anh chị, là một cây cúc Thọ Hương lá cẩm thạch ghép 6 bo cây, một cây hoành 13 các anh chị, với một cây mà cúc cam đổi màu góc vườn đế thì nó cũng có củ ghép 2 bo nha các anh chị. Cây đó thì cái tổng kiện là 350. Bây giờ cô anh chị mình nếu mà có ai nhận được á, thì con sẽ chuyển lại cho anh chị mình là 250.000 thôi nha, là giá đã bao ship luôn tới tận nhà, tại vì cây nó đã đi tới nơi là 2 ngày rồi, tới nơi là 2 ngày rồi, thì bây giờ là một ngày ship hàng nữa là 3, thì tới đó cô anh chị mình nếu mà mình mở thùng ra mình kiểm tra hàng, nếu mà cây còn xanh tươi tốt thì mình nhận giùm con ha. Thì chỉ có một kiện thôi nha anh chị, là một cây cúc Thọ Hương lá cẩm thạch ghép 6 bo ha, cây hoành 13, với một cây cúc cam đổi màu, thì con nhắc lại ha, một cây cúc cam đổi màu ghép 2 bo góc vườn nha anh chị, có củ đế bằng ngón giò cái, hoành là khoảng 8 nha anh chị. Đây thì con để lại là 250.000, thì bao ship anh chị mà luôn tới tận nhà. Nói chung là gỡ lại cái tiền ship thôi nữa anh chị, chứ về cây thì mình mất nuôi lại thì nó cũng hơi khá là lâu ha.
Rồi con chị mình có liên hệ đặt hàng thì gọi dùm con qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được. Cho nên con chị mình lướt ngang kênh á, cho con một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Và với mọi cô anh chị mình cần tìm những cái giống mới, mình có thể là comment hoặc là nhắn tin cho con ha. Và đừng quên là nhắn vào chuông thông báo anh chị khi con lên video mới nhất là cô anh chị mình nhận được thông báo liền. Cuối cùng là chúc anh chị mình nhiều sức khỏe, và có anh chị trong cái video sau. Dạ, xin chào ạ.